Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Vietnamese Channel. Chương trình Vietnamese Channel nhằm giới thiệu quý vị những sinh hoạt toàn thể cộng đồng văn hóa của vùng Bắc California. Thì hôm nay thì trong phòng thâu chúng tôi đặc biệt có sự hiện diện của hai người bạn trẻ, đúng là hai tiếng hát của vùng thung lũng hoa vàng. Thì chúng tôi nói giới thiệu là cô bạn trước mặt tôi là cô Bích Đào, ca sĩ Bích Đào, và người bạn trẻ bên cạnh đó là anh ca sĩ Anh Tuấn. Xin chào hai bạn. Chào anh Tony. Bích Đào xin trân trọng kính chào tất cả khán giả đang xem chương trình Đài 26 của anh Tony. Và xin chào anh Tuấn. Anh Tuấn cũng xin được kính chào khán giả của Đài 26. Và xin chào Bích Đào và anh Tony. Dạ vâng. Thưa quý vị, thì trong cái mùa này phải nói là cái sinh hoạt về văn nghệ, về văn hóa rất là nhiều, rất là liên tục ở vùng ngay vùng San Francisco, có rất nguyên cả một tháng về sinh hoạt. Về những văn hóa về người Á Châu. Thì nhân tiện đây hôm nay thì tôi được gặp tiếp xúc hai bạn trẻ. Thì hai bạn trẻ mới bước vào cái trung tâm ban nhạc ASA. Tuy biết được Bích Đào cũng như là anh Tuấn một thời gian, đã nghe anh Tuấn với Bích Đào rất là nhiều những sinh hoạt bên ngoài. Nhưng mà gần đây thì quý vị khán giả của Thung Lũng Hoa Vàng cũng như là của Đài 26 được thấy qua dung nhan của hai người trên băng nhạc ASA. Dạ vâng. Thì bây giờ trước khi chúng ta nói đến một cuốn video rất là đặc biệt vừa mới phát hàng, thì chúng muốn hỏi đến Bích Đào. Thì Bích Đào hiện đang sinh sống tại vùng San Francisco phải không ạ? Dạ đúng rồi. Bích Đào đang sinh sống ở San Francisco, qua đây hồi năm 97 thì gia đình vẫn định cư ở đây. Thì anh biết Bích Đào cũng khá lâu rồi. Dạ nhé. Đúng rồi. Thì Bích Đào là người rất là thích ca hát và nói rất là còn nhỏ. Dạ. Thì cái cơ duyên nào, từ cái lúc nào mà em cảm thấy em phải là một người ca sĩ? Dạ. Lúc nãy thì hai anh em ngồi có trò chuyện với nhau. Thì thật sự đối với riêng Bích Đào nghĩ rằng là cơ duyên ca hát nó đôi khi nó cũng nhờ là cái chữ duyên. Đào được đến với trung tâm ASA chính thức là vào cuốn ASA 80, đó là chương trình mà mình quay ở Atlantic City đó. Và Đào thì theo ca hát thời gian khá là lâu rồi, anh Tony cũng nhớ, có thể mình phải nói là đi ngược lại 10 năm trước đó. Dĩ nhiên là mới bắt đầu ra thì 15, 16 tuổi mà. Ở nhà thì mẹ thì rất là thích văn nghệ, cho nên là một phần nào đó mẹ muốn là Đào học hát, học đàn, rồi có chơi trong band nữa. Thời gian mà lúc còn nhỏ là chơi band khoảng 6-7 năm á. Đó, thì vào ASA là cũng là một cái duyên. Trước đó thì có tham gia vào những cái giọng ca vàng, chương trình giọng ca vàng. Về sau này thì lần đầu tiên thì cũng được gặp gỡ với chị Thi Vân đó. Thì khi mà gặp với chị Thi Vân thì hai chị em có ngồi nói chuyện, và chị Vân lúc đó là nghĩ là có thể là cái duyên đó đến. Thì cái chương trình đầu tiên mà Đào được đóng góp đó là được quay chương trình Mẹ Fatima, và được hát với anh Tuấn Vũ bài Chuông Chiều. Đó là kỷ niệm đầu tiên nhất của Bích Đào đến với ASA. Cái cảm nhận của em lần đầu tiên mà được hát một trung tâm âm nhạc lớn như vậy đó, thì cảm nhận em như thế nào? Wow, lúc mà mình được, especially là khi mà được hát với anh Tuấn Vũ đó, thì cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng mà một phần nào đó là cũng hồi hộp lắm. Tại vì chắc chắn rồi đúng không? Còn nhỏ, lúc mà nhỏ thì khi mà xem video thì thấy là ở ngoài đời thì phải gọi là chú Tuấn Vũ hả? Nhưng mà trong trong văn nghệ thì anh Tuấn Vũ là anh em với nhau thôi, thì lúc đó cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà anh Tuấn Vũ ảnh làm việc rất là ảnh giúp đỡ Đào rất là nhiều. Khi mà mới hát với anh thì ảnh dẫn dắt rất là nhiều, cho nên là ban đầu thì hồi hộp, nhưng mà về sau thì cảm thấy rất là háo hức. Dạ, vâng. Thưa quý vị khán giả của vùng Bắc California thì chắc cũng không xa lại tiếng hát của anh Tuấn. Ok. Thì anh Tuấn bây giờ cũng có một câu hỏi đó, muốn hỏi anh Tuấn là anh Tuấn biết là mình thích ca hát vào cái thời gian nào và muốn trở thành một người ca sĩ thực thụ? Thật sự thì nếu mà nói là thích ca hát thì em thích ca hát từ bé rồi. Từ bé đã thích học đàn, xong rồi tự mình đánh đàn, vừa đánh vừa hát như vậy đó từ bé. Hồi còn đi học trong high school là các cái chương trình ca nhạc của trường luôn luôn là có mặt em tham gia, đúng không? Thì lúc đấy mình đã biết là mình thích ca hát, vừa thích ca hát mà cũng vừa thích đánh đàn nữa.
Nhưng mà cái công việc chính của em thật sự trước khi em bước vào cái con đường ca hát một cách chính thức, em là một nhạc công thôi. Uh-huh. Em đánh đàn từ hồi bên còn ở bên Việt Nam. Uh-huh. Chơi trong band nhạc thì em đánh đàn bass suốt bao nhiêu năm. Xong đến khi mà qua Mỹ cái thời điểm năm 2000 ấy, em cũng vẫn tiếp tục đi kiếm cơ hội để tham gia với các ban nhạc ở San Jose mình sống. Uh-huh. Cũng là đánh đàn thôi, không có hát. Uh-huh. Nhưng mà cái tình cờ, cái duyên nó là như vậy. Anh Tony hồi đấy ở San Jose đúng không? Trước đây. Hồi đó thì anh ở San Francisco. Ở San Francisco, nhưng mà anh có nghe thấy ban nhạc The Trance không? Có, anh có nghe. The Trance thì chắc anh phải biết, nhưng mà vùng Bay Area phải biết The Trance. Đúng. Cái thời kỳ đó là The Trance còn đang làm ở B101 cái sòng bài. Ừ. Em được bạn bè đưa đến đi chơi thôi, cuối tuần cho vui thời gian đầu. Cái mục đích của em lên đó là em muốn tiếp cận với ban nhạc The Trance, tại em biết họ rất là giỏi và muốn có cơ hội để làm việc chung với họ với cái vai trò là nhạc công thôi. Nhưng mà ban nhạc thì họ đầy đủ quá rồi, họ chơi với nhau lâu, với lại cái vị trí của cái người đánh bass á mà em muốn á, thì lại là cái người đảm nhiệm cái công việc đó lúc đó là nhạc trưởng của ban nhạc, nên là cái cơ hội cho em là không có rồi. Okay. Nhưng mà tuy nhiên họ nói là nếu mà em có thể hát được á thì có thể tham gia, tại vì hồi đó ban nhạc The Trance họ hát nhạc Mỹ là nhiều, hát nhạc tàu là nhiều. Nhưng mà cái khâu mà hát nhạc Việt Nam thì rất là ít. Nên là họ đang cần người hát cái phần nhạc đó. Thì em thật sự em cũng thử thôi. Thử một lần lên hát thì cái đêm đó lên hát thì họ nghe thì họ cũng chấp nhận và họ nói là anh muốn em một tuần nữa, tuần tới sẽ đến và tham gia thêm một lần nữa cho vui. Thì em cũng đến như vậy, và sau khi thử hai lần thì họ chính thức là họ nhận em. Và họ muốn em tham gia ban nhạc và hát hàng đêm, cuối tuần ở đấy với cái vai trò là ca sĩ chứ không có đánh nhạc nữa. Và bắt đầu ca hát là từ đó. Xong khi em hát ở đó thì người đi khiêu vũ ở San Jose đi nhiều, thì bắt đầu họ mới truyền miệng nhau, người này nghe, người này kia nghe biết, người đấy người ta động viên mình, người ta khuyến khích mình, người ta giúp cho mình có một cái tự tin hơn trong cái công việc ca hát của mình, thay vì trước đó là mình chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà đã, mọi sự đã khởi nghiệp từ đó. Okay. Giờ hát, bắt đầu chính thức đi hát là 2004. Thật sự là bắt đầu bước ra đi hát và coi như là không có muốn đánh đàn nữa. Okay. Yeah. Thì nói riêng về cái nhạc lý thì em rất là vững, tại vì em đã từ một nhạc công rồi. Bắt đầu là em học bên nhạc cổ điển classic, guitar cổ điển, nên là em cũng có được một chút vốn liếng về âm nhạc, dễ cho em hơn trong khi mà em bước qua hát. Thì anh được biết em qua những cuốn video về sau này, thì có những bài hát của em hát rồi nó rất là cái giọng em nó rất là đặc biệt và rất là sang. Thì anh không phải quá khen, nhưng mà cái giọng em phải nói là rất là sang. Thì cái đó là một cái bẩm sinh, một cái năng khiếu. Thì anh chắc chắn là phải như vậy, chứ không có tập luyện được thời gian. Thì khi em hát như vậy đó, thì trong một thời gian khá dài như vậy, thì khi em bước vào một cái trung tâm lớn như trung tâm ASA đó, thì cái cảm nghĩ em thế nào? Chắc là không có tránh khỏi những cái cảm xúc giống như là Bích Đào vừa chia sẻ với anh, đó là cái sự hồi hộp. Mặc dù là em hát 12 năm sau thì mới có cơ hội đến với trung tâm ASA. Từ 2004 cho đến 2016 đúng không? 12 năm thì mới có cơ hội đến với trung tâm ASA. Nhưng mà nhớ là cuốn đầu tiên là cuốn ASA 79 em tham gia, cái cảm giác nó lạ lắm. Nó vui, nó cũng có vui, tại vì cái ước mơ của mình bấy lâu nay là mình đạt được mà. Cơ hội nó đến thì mình mừng lắm. Tuy nhiên khi mình bước vô một cái sân khấu lớn như vậy, mình gặp gỡ những cái người ca sĩ mà trước đây mình chỉ gặp họ qua video thôi, làm việc chung với họ, thì vui có, hồi hộp có, lo lắng rồi không biết là cơ hội này nó đến với mình nó sẽ được last được bao lâu. Nhất là nếu mà đây là cái shot đầu tiên mà mình làm không có tốt thì mình sẽ không có cơ hội. Tất cả những cái suy nghĩ đó, lo lắng đó, nó làm cho anh rất là mệt. Nhưng mà phải cố gắng để vượt qua. Tuy nhiên cái cảm xúc đó thì nó cũng có những cái thú vị của nó. Chính vì thế mà nó giúp cho mình nghiêm túc hơn trong cái phần của mình. Và đến ngày hôm nay thì cảm thấy nó easy hơn. Đúng, anh hiểu. Thì Bích Đào và anh Tuấn bây giờ mình đã bước vào trong một cái trung tâm lớn là ASA rồi. Thì cái ước vọng của Bích Đào và anh Tuấn trong tương lai như thế là như thế nào? Sẽ đi xa hơn như thế nào? Cái ước vọng của Bích Đào là mỗi ngày mình có được những cái cơ hội để mà trao dồi nhiều hơn
đi khắp nơi để gặp khán giả, và Đào nghĩ rằng là có thể là cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người ca sĩ, nhất là một người ca sĩ mới đứng lên sân khấu, là được cái thương yêu và cái chấp nhận của khán giả. Đào vẫn luôn đọc những comment của khán giả gửi lên, nhất là trên trang Asia. Thì không biết là quý vị, mỗi lần mà quý vị comment là quý vị chắc nghĩ là ca sĩ chắc không có thời gian đọc đâu. Nhưng mà thật sự là Đào đọc tất cả những comment của tất cả quý vị. Dạ vâng, thế nào thì chúng tôi sẽ biết là có rất nhiều fan Green biết Đào cũng như anh Tuấn cũng còn lắng nghe cũng như là theo dõi cái cuộc sống hoặc là cái vấn đề trong sự nghiệp về văn nghệ của cả hai ca sĩ. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát chuẩn bị được rời máy. Một trong 12 người Mỹ gốc Á hiện sống với viêm gan B và hầu hết có thể là tôi, nhưng tôi không có nắm mắc bệnh này. Và hầu hết là thôi. Sao tôi không có triệu chứng gì? Và hầu hết mọi người đều không có triệu chứng gì. Nếu không chữa trị, một trong bốn người sẽ có vấn đề nghiêm trọng về gan, kể cả ung thư gan. Tôi đã thử nghiệm rồi, nên tôi biết mình không nhiễm bệnh. Thử nghiệm là cách duy nhất để biết quý vị có bị viêm gan B hay không. Tham khảo ngay với bác sĩ, điều này có thể cứu mạng quý vị. Yeah, I'm watching it too. It's just like we were talking about yesterday. They leave early in the morning and come back late. Hey. Why didn't she sign out? Curtains. They're always drawn in this place. I know. There's so many people. I don't even know if it's the same people I saw last week. That guy. Why didn't? It seems up. Like he's in charge of them. I don't know. I don't feel very good about this at all. We have to report this. Yes, absolutely. Quý vị trở lại với chương trình Vietnam Eternal. Chúng tôi đang nói chuyện với hai ca sĩ của vùng Bắc California, đó là ca sĩ Bích Đào và anh Tuấn. Thì cái câu hỏi lúc nãy tôi đi có hỏi Bích Đào đó, thì là một người ca sĩ bây giờ đã bước vào một cái trung tâm lớn như vậy, thì cái ước vọng của Bích Đào như thế nào? Dạ. Thì bây giờ cũng câu hỏi đó xin được hỏi anh Tuấn. Ca sĩ khi mà có cơ hội cho phép được nói cảm giác riêng của em thôi. Cảm giác đúng cả. Khi mà em đến với trung tâm, được có cơ hội đến với trung tâm lớn, thì mình biết là mình sẽ nhờ được cái sự giúp đỡ của trung tâm để mà đến với khán giả một cách rộng rãi hơn. Thì cái ước mơ của em là mình sẽ tiếp tục được có cái cơ hội để cộng tác. Tại vì khi mình còn có cơ hội để cộng tác với trung tâm Asia, thì khán giả khắp nơi của Asia sẽ biết đến mình nhiều hơn. Và đó là cái điều kiện tốt nhất để có thể giúp cho mình đi xa hơn trong con đường ca hát của mình. Tuy nhiên em cũng phải nói là cái sự thưởng thức và đánh giá của khán giả nó quan trọng lắm. Theo cái nhìn của em, nếu mà tất cả các ca sĩ sẽ có cơ hội tốt hơn và đồng đều hơn nếu mà cái sự thưởng thức và cái sự đánh giá cũng như là ủng hộ khán giả nó có một cái gì đó nó cởi mở hơn thì nó tốt. Tại vì theo cái khuynh hướng em thấy á, những cái tên tuổi mới á, nó mất thời gian rất là nhiều để mới có thể đến được với khán giả. Hình như là phần lớn khán giả thích theo cái thói quen, anh hiểu không? Họ thích đến với những cái tên tuổi mà nó đã định hình rồi, nó nổi tiếng lắm rồi, và họ cứ quen như vậy thôi. Họ cảm thấy là họ không có thời gian, hay là họ vẫn còn suy nghĩ nhiều khi mà họ muốn đến thưởng thức hoặc là ủng hộ một cái tiếng hát mà cái tên chưa được popular cho lắm, chưa được nổi tiếng cho lắm, hay là chưa được gần gũi với họ cho lắm. Nên ra nếu mà cái sự thưởng thức đó mà nó có một cái sự cởi mở hơn, nó sẵn sàng đến để mà lắng nghe, cho dù cái tiếng hát đấy mình nghe cái tên nó còn lạ lắm, nhưng mà mình muốn tìm hiểu, tại vì âm nhạc và nghệ thuật mà, đúng không?
Mình chỉ muốn đến một cái chương trình đấy vì cái nghệ thuật thôi. Thì không cần phải quan tâm nhiều đến cái tên đấy có lớn hay không, hay tên nó nhỏ, mới hay cũ, nổi tiếng hay chưa nổi tiếng. Thì nếu mà khán giả đều đến ủng hộ một cách rộng rãi như vậy thì cơ hội cho tụi em sẽ tốt hơn. Chắc chắn anh cũng chấp nhận cái quan điểm của anh Tuấn. Tại vì nếu mà mình không có được khán giả ủng hộ, không được khán giả cởi mở, như là mình lắng nghe một cái tiếng hát mới. Đúng rồi, cái sự cởi mở nó quan trọng lắm anh. Quá rất là quan trọng. Tại vì nếu mà mình cứ phải lúc nào cũng chỉ thích một cô ca sĩ này hay là một anh ca sĩ cũ hay một ca sĩ nào đó, mình không cho những ca sĩ trẻ có cơ hội. Tại vì nếu mình nghe thử thấy ô cái cô ca sĩ mới này giọng không hay, hay là mình không thích, hay là anh chàng ca sĩ này không có hay, thì lúc đó thì mình hãy đúng rồi. Cho nên để cho người ta có cơ hội, cho nên khán giả tốt hơn. Với bây giờ anh biết là bây giờ vấn đề copy ở ngoài môi trường rất là nhiều, những vấn đề internet. Cho nên vấn đề về làm băng nó tương đối nó rất là giới hạn cho những ca sĩ đến gần với khán giả nhiều hơn. Sự giúp đỡ của trung tâm đối với anh em mình là rất là quan trọng. Tuy nhiên cái sự đánh giá và ủng hộ khán giả nó còn quan trọng gấp đôi. Đấy là yếu tố chính. Khán giả là yếu tố duy nhất để giúp cho cái người ca sĩ. Hai em bước ra sân khấu mà hát, mình bước vào mình, khi mình hát xong một bài hát, cái tiếng vỗ tay nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Tại vì em bước vô mà họ chỉ mong đợi một người ca sĩ kế tiếp thôi đó. Thì nhưng mình cảm như thế nào? Cái đó là một cái rất nhiều ca sĩ đã từng đi hát thì cũng đều có cảm nhận đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói tiếp cái phần sau là một cuốn video của trung tâm ASA vừa được phát hành tuần rồi thôi. Đó là cuốn video giới thiệu nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Thì thưa quý vị, thì Phạm Đình Chương chắc chắn quý vị khán giả không nhiều thì ít đã một lần nghe một vài bài hát của ông. Cái bài hát tiêu biểu nhất chắc chắn là các em đây cũng biết, đó là bài hát Ly Rượu Mừng. Bài hát đó gần như là ai cũng thuộc lòng. Anh nhớ hồi bé là mình còn bé, cũng là 4-5 tuổi bắt đầu vặn radio lên là nghe cái bài đó vào mỗi mùa xuân về. Ngày xuân nâng chén. Thì đó là mình không biết là cái gì, cũng không hiểu rõ, nhưng mà cái âm điệu, cái giai điệu của nó với cái lời ca từ của nó rất là hay. Nó đi sâu vào lòng người rồi, cái bài đó. Thì cái cuộn băng mà hai em có cộng tác là năm 83 phải không ạ? 82. Là Phạm Đình Chương. Phạm Đình Chương. Thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì bây giờ đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Nhưng những âm nhạc của ông, cái khối âm nhạc của ông vẫn còn và sẽ còn giữ mãi mãi. Thì đa số những bài hát ông là tương đối là rất là khó hát. Anh phải công nhận là như vậy. Không biết em đồng ý vậy không? Rất là khó hát. Những bài Hội Trùng Dương, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Điều Hồn Thương Đau, chẳng hạn như vậy thì rất là khó hát. Thì biết Bích Đào thì hôm cái cuốn băng này Bích Đào hát bài gì vậy? Lần này thì Bích Đào được trao bài hát Tiếng Sông Cửu Long. Đó, trong cái bài hát Hội Trùng Dương. Thì bắt đầu được cô gái người Nam đấy phải không? Dạ đúng rồi. Hát thử một đoạn cho anh nghe thử cái câu đó sao ấy, tại vì bài này khi mà Đào mới nghe đó, mới nhận được cái bài này, cảm thấy là wow, bài này thật sự là mình nói thiệt mình chưa bao giờ nghe. Cũng có vài ca sĩ hát rồi nhưng mà thật sự là Đào chưa có cái cơ hội để Đào nghe bài này, cho nên và thời gian lúc đó là cũng hạn chế để cho mình có đủ thời gian chuẩn bị, cho nên bài này thì tương đối nó rất là miền Nam có một cái câu hò trong đó nữa. Giờ không biết chuẩn bị có kịp không để mà anh thấy cái phần trình diễn của em hay. Nhưng mà chia sẻ thêm một chút xíu nữa về bài hát thì Đào được hát với cô Lê Uyên đó, là cô Lê Uyên, cô hát bài Tiếng Sông Hồng. Hôm sau đó thì Tiếng Sông Hương đặc biệt nữa là cũng được một nữ ca sĩ mới của trung tâm ASA, đó là ca sĩ Huệ Thi, trình bày bài đó. Mà Đào trong ba bài thì Đào thấy là Đào rất là ấn tượng với Tiếng Sông Hương, tại vì từ trước đến giờ rồi mình cũng nghe rất là nhiều bài Tiếng Sông Hương nè. Em xin em bé tên là Hương Giang đó, cái câu đó nó quá là ngọt, quá hay đi. Ngày qua xong rồi sau đó thì mới về Việt Nam là Tiếng Sông Cửu Long của Bích Đào đó. Rồi cuối cùng thì ba người ra. Khi mà được nhận cái bài này thì cũng hồi hộp lắm, tại vì Đào biết là Hội Trùng Dương là một trong những bài mà
mình nói là sao anh, một trong những bài rất là rất là nổi tiếng, nổi tiếng trường ca của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Dạ, đặc biệt hơn nữa là thì Đào hát được hát được miền Nam rồi rất là vui. Nhớ là sông Cửu Long nữa, tại vì quê của Đào là Vĩnh Long đó, Vĩnh Long Việt Nam cho nên ok. Anh Tuấn thì khi này anh được biết là em hát bài Dạ Hương thì bài Mắt Buồn, bài Mắt Buồn em hát chung với ca sĩ Dạ Hương nhỉ. Dạ Hương. Thì Mắt Buồn thì cái bài đó thì chắc chắn là những người cao tuổi thì thế nào cũng hiểu, cũng nghe bởi trong rất là nhiều. Nhưng mà riêng anh Tuấn thì khi đã hát bài mình bao giờ chưa? Chương trình của nhạc cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương này, em những cái bài em được biết thì em không có cơ hội được hát. Còn cái bài Mắt Buồn này thì thật sự em chưa nghe bao giờ luôn. Cho đến khi được trung tâm báo cho biết là sẽ hát cái bài này thì mới là mới lo mới đi kiếm bài để nghe, để mà học lời. Thật sự em không có biết bài này trước đây. Tại vì em có nói đùa với Dạ Hương là bài Mắt Buồn cả hai đứa, một đứa phải có đôi mắt buồn thì mới diễn được. Mà mắt anh thì không bao giờ buồn rồi, mà mắt em cũng thế luôn thì không biết là nó nhập tâm như thế nào. Cũng đúng. Dạ Hương mới là đúng là như lúc nào cũng mắt tươi. Mắt buồn bao giờ. Xinh tươi lúc nào cũng xinh tươi hết, mắt buồn thì hơi khó. Mà phải cố gắng để mà buồn theo. Thì ngoài ra anh Tuấn còn hát một bài nữa. Cái bài đấy là hát tứ ca chung với ba ca sĩ nam nữa. Cái bài đấy là Cho Một Thành Phố Mất Tên. Cái bài đấy cũng rất là ý nghĩa, rất là hay. Và cũng là vì trong cái chương trình này thì em mới được biết đến cái bài hát này. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì em chỉ biết một số bài hát phổ biến mà trước giờ mình đi đâu mình cũng nghe thì mình biết thôi, chứ còn những bài hát như là hai cái bài hát mà em được tham gia trong chương trình này thì lần này em mới biết tới rồi. Thì khi nói về nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì chắc chắn ai cũng phải là công nhận là ông đã có một cái kho tàng về những bài hát, phải nói là nó đã đi vào lòng người từ những thập niên 50, 60, 70, 80. Và cho đến khi khải ngoại là cái bài Một Thành Phố Đã Mất Tên. Thì đó là một cái bài hát mà đã những người mà phải nói là tị nạn trong năm 70, 80 đều đã phải nghe bài hát đó. Và một cái bài hát mà anh cũng nghe rất là nhiều là bài Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội. Thì bài đóng rất nổi tiếng. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong vòng một phút, quý vị đừng rời máy. Talk, read, sing. Watch their little brains grow. It changes everything. From the moment they're born, talk, read, and sing with your child about numbers. Teaching them counting from the fingers on their hand to all the things in the world around them. It helps build their brains and gives them a strong foundation for school. So do it every day. Why, you can even count the birds in the sky. Go to first5california.com. Một trong 12 người Mỹ gốc Á hiện sống với viêm gan B và hầu hết... Có thể là tôi, nhưng tôi không có nám mắc bệnh này. Và hầu hết... Là thôi, sao tôi không có triệu chứng gì? Và hầu hết mọi người đều không có triệu chứng gì. Nếu không chữa trị, một trong bốn người sẽ có vấn đề nghiêm trọng về gan, kể cả ung thư gan. Tôi đã thử nghiệm rồi, nên tôi biết mình không nhiễm bệnh. Thử nghiệm là cách duy nhất để biết quý vị có bị viêm gan B hay không. Tham khảo ngay với bác sĩ, điều này có thể cứu mạng quý vị. You know this. Drink and drive, get a DUI. But some medication can get you one too. Check the label before you pop that pill. DUI doesn't just mean booze. Prescribed an opioid? Take charge of your health and ask your doctor or dentist exactly why you're being prescribed an opioid when an over-the-counter pain reliever may be enough. Or physical therapy or chiropractic care could give the same results. Extended opioid use can increase the risk of dependence and addiction. Opioids can be deadly when mixed with other drugs, especially those taken for the treatment of anxiety, sleeping disorders, and seizures. Learn more. Go to infoaboutopioids.com. This has been a public service message from United Health Group and this station. Mời quý vị trở lại với chương trình Việt Nam, trong đó chúng ta nói chuyện với Bích Đào và anh Tuấn. Thì mình trở lại với Phạm Đình Chương, thì cuốn băng 82 của Eza. Thì anh được biết là Phạm Đình Chương có một cái tên nữa là Hoài Bắc. Thì Hoài Trung, Hoài Bắc. Thì cái thời gian trước 75 thì
chắc chắn quý vị khán giả cũng đã thường nghe ông trình bày trong ban tam ca Thăng Long. Những cái bài như là Bích Đào vừa mới nói là Ngự Vi Đường Xa, những bài đó. Hay thì ông đã để lại cho đời rất nhiều những bài hát. Thì hai ca sĩ trẻ ở đây, khi mà em họ được vừa nói là ba trung tâm ban nhạc giao hai bài hát, mấy bài hát đó cho các em, thì em có nhận thấy như thế nào? Và như em cứ chia sẻ là em thấy nó rất là lạ, chưa hát bao giờ cả. Nhưng mà bây giờ các em đã hưởng thụ cái âm nhạc của Phạm Đình Chương đó, thì em cảm thấy thế nào? Thật ra đối với bản thân em ấy thì tên tuổi và những sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương nó có một cái giá trị nghệ thuật rất là cao và nhất định của nó rồi. Nhiều thế hệ đã biết đến, và đối với tụi em thì thật sự là đã cũng đã biết đến dòng nhạc của ông rồi. Tuy nhiên là mình không thể biết hết được, tại vì ông có một cái kho tàng âm nhạc nó quá lớn đi. Thì qua cái chương trình này thì tụi em mới biết thêm được nhiều những sáng tác của ông. Tuy nhiên, cho dù là những sáng tác mình đầu tiên mình hát, nhưng mà mình vẫn biết được cái giá trị của nó. Đối với em thì trung tâm Asia họ có rất nhiều những chương trình họ tổ chức, cũng như là các cái sản phẩm trước giờ. Nhưng mà những cái chương trình, những cái sản phẩm mà nó chọn lọc cho một tác giả và tác phẩm như là cuốn Asia 82 thì đó là một cái sản phẩm có cái giá trị nghệ thuật rất là cao, và nó xứng đáng để mà được có mặt trong mỗi gia đình. Em nghĩ rằng mỗi gia đình nên có cái sản phẩm này, tại vì nó như là một cái kỷ niệm, như là một cái kho tàng về văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc. Tại vì tên tuổi của ông và sáng tác của ông thì có thể là giới trẻ, anh vừa mention cái vấn đề giới trẻ thì họ cảm thấy nó xa lạ. Tuy nhiên, cho dù là trẻ hay già thì cái sự nhận thức và cái sự hiểu biết nó phải có, đúng không? Thì khi người ta có cơ hội để người ta thưởng thức một cái chương trình giá trị thì sớm muộn gì họ cũng nhận ra được cái giá trị của nó, và họ sẽ phải yêu mến nó. Và em đảm bảo rằng một cái chương trình giá trị nghệ thuật cao như vậy thì sẽ đáp ứng được tất cả những cái đòi hỏi cũng như là những cái khó khăn nhất mà khán giả có thể đặt ra, và nó có xứng đáng để mà mọi người có thể có trong gia đình của mình. Và với bản thân em thì em luôn luôn coi những cái tác phẩm của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương là những cái tác phẩm rất là giá trị, và nó sẽ last forever. Anh rất là đồng ý với anh Tuấn. Bích Đào. Dạ, đối với một người ca sĩ thuộc về thế hệ về sau này đó, thì Đào nghĩ rằng là Phạm Đình Chương thực sự trước khi mà thực hiện chương trình, trước khi được có mặt trong chương trình này, thì Đào cũng không có biết nhiều về ông. Nhưng mà sau khi được đóng góp một phần nhỏ của mình trong chương trình, được hát trong ca khúc Hội Trùng Dương đó, và được xem tất cả những anh chị em ca sĩ khác trình bày những tác phẩm của anh, và cũng giống như là anh Tuấn vừa nói, một chương trình Asia, Asia thì từ trước đến giờ thực hiện rất là nhiều chương trình, nhưng mà những chương trình mà đặc biệt về tác giả và tác phẩm thì Đào cảm thấy là nó có một cái gì đó quá là đặc biệt, và nên mỗi gia đình nên có để là một cái kỷ niệm gì đó, nói lên một tác giả không còn với chúng ta nữa, nhưng mà nó mãi mãi là trong tủ nhạc của đối với tụi em đây là một sự vinh dự anh ạ. Dạ đúng rồi. Sau này khi mà người ta nhắc tới tên của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương thì chúng em phải có cái niềm vinh dự của nó. Ít ra hai anh em cũng đã có được một thời gian, có một lần, ít nhất là một lần có cơ hội để tham gia một cái chương trình rất là chính thức như vậy, để có mặt trong một cái chương trình giá trị nghệ thuật rất cao. Ok, cảm ơn em. Thì hy vọng là các em có nhiều chương trình nữa nha. Đó là một cái vinh dự của nghe nói là nói là một cái ánh diện của thung lũng Hoa Vàng, đó là người ca sĩ của thế hệ sau này. Và hy vọng là anh chúc cho hai em rất thành công trong cái con đường mình đã chọn nha. Và hát hay, hát hoài nha. Ok, và một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình, và kính chúc quý vị có một ngày rất là đẹp, và chúc mong quý vị theo dõi chương trình kỳ tới. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị.